Hằng ngày chúng ta sống là chúng ta nguyện, chúng ta gieo rắc những cái hạnh lành đến cho tất cả mọi người. Bởi vì nếu mà mình không có ý thức để mình gieo rắc những cái gì hạnh phúc cho nhau thì chúng ta cũng sẽ cho nhau những đau thương trong cuộc đời. Vì vậy mà trong đạo Phật có một danh từ là bố thí. Bố là rộng, thí là cho. Bố thí là cho một cách rộng khắp, không có phân biệt. Ở trong kinh Phật dạy á, một trong những cách mà tạo ra cái phước điền, một trong những cách để tăng trưởng phước đức, đó là gì? Đó là bố thí. Gọi là thường hành bố thí, tức là thường làm những công việc bố thí. Bố thí thì có khi mình bố thí tiền của, nhưng mà bên cạnh đó có những cái bố thí không cần tốn tiền. Hằng ngày gặp nhau, chào hỏi với nhau, hỏi han với nhau, đó là một cách bố thí. Vợ chồng sống với nhau, mình bố thí hằng ngày, mình bố thí cái gì? Mình có nói được những lời ngọt ngào với nhau không? Hay là mình chỉ nói những lời cay đắng với nhau? Cho nên chúng ta cũng là bố thí. Nhưng mà chúng ta bố, tức là chúng ta thí cái gì? Mình nuôi con, mình đừng nghĩ là mình cho con ăn mặc là đủ. Bởi vì ở đây á, nuôi con thì dễ, mà dạy con là khó. Dạy con không phải dễ đâu, ở đây dạy con khó lắm. Nhưng mà nói cái chữ ở đây á, là nói hẹp đó, chứ nói cho rộng á, là phải nói rằng cái thời buổi này dạy con rất khó. Ngày xưa ở Việt Nam, mình sống trong một cái môi trường rất tốt. Là bởi vì sao? Bởi vì cái thời buổi mà vật chất nó chưa có nhiều, thì cái tâm tình con cái còn biết nghe lời cha mẹ, hoặc là ý thức tự mình trong gia đình nghèo thì mình ý thức mình phải giúp đỡ cha mẹ. Bây giờ quý vị biết đời sống sung túc quá rồi, cho nên rồi thì các người trẻ cũng không có được cái đời sống lành mạnh. Cho nên thời buổi bây giờ nói chung thì hướng dẫn con cái rất khó. Cho nên mình phải rất là ý thức hằng ngày mình phải bố thí cho con cái cái gì. Không phải chỉ cơm ăn áo mặc là đủ, mà vợ chồng nói chuyện với nhau, mà nếu không khéo đó thì chúng ta sẽ vung vãi những sự bố thí cho con cái, những cái lời trách móc, giận hờn, chửi mắng với nhau. Cho nhiều khi mình nghĩ con mình nó có biết gì đâu, nhưng mà thiệt sự không phải vậy. Xin thưa với đại chúng là Pháp Hòa có gặp nhiều em trẻ lắm. Bây giờ có những em nó hốt hoảng, nó run sợ, bởi vì khi nó còn nhỏ đó, lúc nó 4-5 tuổi, nó đã từng chứng kiến ba mẹ đánh nhau, ba mẹ cãi lộn với nhau. Và bây giờ lớn lên đó, cái sự sợ hãi nó vẫn còn ở trong người của nó. Cho nên đó là tại vì hồi nhỏ đó, cha mẹ không có khéo ý thức, cho nên rồi mình bố thí cho con những cái không lành mạnh. Mình đã nuôi dưỡng con những cái không có lành mạnh. Cho nên mình phải cẩn thận. Cái chữ bố thí ở đây không có nghĩa là khi nào chúng ta đi ra ngoài đường gặp người nghèo khổ chúng ta mới bố thí. Nhưng mà chúng ta sống hàng ngày đây nè, là cái cơ hội để chúng ta bố thí nhiều lắm. Đó, cơ hội nhiều lắm. Sáng mà gặp nhau, chúng ta say hello, good morning, how are you, thì tất cả những câu nói đó đều là những câu làm cho nhau vui. Chúng ta bố thí cho nhau. Mình đừng có nghĩ là tôi đâu có nghèo khổ gì đâu phải cần bố thí. Không phải. Cái chữ bố thí, thí là gì? Thí là cho. Vậy thôi. Thí là cho. Cho nên tiếng Việt mình là tặng nè, biếu nè, cho nè, đều cùng cái nghĩa thí hết chứ có gì đâu. Nhưng mà tại vì hễ mà lịch sự thì mình nói tặng, nói biếu. Còn mình nói nghe cho nó bình dân mình nói cho.
Chứ thiệt sự ra nó cùng cái nghĩa là cho thôi. Bố thí là cho chứ không có gì hết. Như nãy đó Pháp Hòa xuống dưới cái quý vị cho ăn rồi khát nước quý vị cho ly nước. Cho vợ chồng sống hàng ngày với nhau đó, chúng ta có cơ hội để chúng ta bố thí cho nhau nhiều lắm. Từng cái lời nói, từng cái cử chỉ đều bố thí hết. Thí dụ như là mình đi làm về, mình đi làm về mà mình thấy mấy đứa nhỏ nó để giày dép lung tung, mình biết tánh bà xã, thấy lung tung thì hay quạo. Thôi về mình bố thí cái niềm vui cho bà xã bằng cách là gì? Cất cái đôi giày lên cho nó gọn. Mà bà thấy đôi giày gọn cái thì sao? Bà hết bực, bà vui. Bà vui lắm. Mình không nói bố thí mà thật sự đã là bố thí. Mình không cần nói cho vui mà đã cho vui. Tại vì đâu phải chọc giận người kia rồi mới tới cho vui thì nó thường rồi. Bây giờ chúng ta làm sao mà cho vui trong một cái rất bình tự nhiên. Nãy giờ ở dưới chọc bác Diệu Hòa, bác Trúc Độ đó. Bác nói con đâu có nói gì đâu, con chỉ nhìn cái ông hiểu con muốn gì rồi. Tại sao vậy? Tại vì giờ sống với nhau hiểu nhau quá rồi, thấy không? Chỉ cần nhìn là biết rồi. Mà khi mà nhìn mà ông biết, ông hiểu ý bà muốn cái gì đó là bà ông làm thì bà khỏi bực. Mà khỏi bực là bố thí rồi. Cho nên bố thí không hẳn là bố thí tiền của, mà bố thí cái gì? Bố thí nụ cười, bố thí niềm vui cho nhau. Thì mình sống là mình muốn kiếm để người cho vui chứ gì đâu. Ví dụ như bây giờ thay vì mình sống độc thân cũng được vậy, tự nhiên cái mình kiếm người nữa về sống chung. Mà về sống chung thì làm sao mà không có những cái xung đột? Bởi vì chúng ta khác văn hóa, khác cái địa phương, khác tánh, khác sở thích, đủ thứ khác hết. Vậy mà chúng ta phải làm sao chúng ta làm vui lòng nhau. Cho nên sống là phải hiểu. Không hiểu thì làm sao thương, mà không thương thì làm sao bố thí được để cho người kia vui. Cho nên muốn bố thí thì muốn làm cho nhau vui là người đó phải hiểu. Đạo Phật nói rất rõ, không? Muốn thương phải hiểu, không hiểu thì không thể thương. Mình không hiểu chồng muốn gì, mình không hiểu vợ muốn gì, làm sao mình có thể mình bố thí được. Cho nên mình tất cả những sự bố thí nó phát xuất từ tình thương. Mà có tình thương chân thật thì chúng ta bố thí cho nhau một cách rất thật, cho một cách không đòi hỏi. Quý vị biết là mình nuôi con, mình nuôi con, mình cho con, có bao giờ mình tính toán đâu. Mà mình hiểu ý con, nó muốn cái gì. Sáng nó thức dậy, nó thường thích ăn cái gì, mình thường làm cái đó cho nó. Có nhiều khi, chỉ cho một chút, một cái niềm vui nhỏ thôi, tự nhiên nó happy rồi, nó không cần gì hết á. Có nhiều lúc, có nhiều em nó nói với ba mẹ, ba mẹ hỏi sinh nhật này con muốn gì, nó nói con không muốn gì hết á, con muốn ba mẹ ở nhà với con tuần này thôi. Tại vì nhiều khi ba mẹ đi làm nhiều quá, ba mẹ không có thời gian cho con. Đó. Cho nên thay vì mỗi ngày chúng ta cũng cho, nhưng mà chúng ta cố gắng cho cái gì mà để người kia vui, mà đừng cho những gì người kia bực bội. Mà muốn được như vậy thì chúng ta sống hàng ngày chúng ta phải có chánh niệm. Chánh niệm là sao? Chánh niệm là, niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Chánh là chân chánh, là đúng đắn. Chúng ta phải nhớ nghĩ đúng đắn, nhớ nghĩ chính chắn thì chúng ta mới có thể cho người đó niềm vui được. Nhiều khi đi làm về thấy sắc diện của vợ, mình biết là hôm nay không ổn rồi đó, phải không? Thì mình phải làm sao? Mình bắt đầu hiểu rồi, cho nên mình làm vui đi, mình bố thí đi, ra phụ dọn chén, phụ rửa chén. Đi làm về trước thấy một xinh chén, mà cái xinh chén này về lát là có chuyện nè. Thôi thì bây giờ mình chỉ cần làm một việc rất nhỏ là đi rửa chén. Mà rửa chén như vậy không cần nói là tôi rửa chén này để tôi làm gì hết, mà tự nhiên chén úp lên gọn gàng sạch sẽ, tự nhiên bà xã về mệt nhọc tiêu hết. Tại vì sao? Tại vì ông xã đã hiểu ý quá, ông xã đã làm được cái chuyện đó, phải không? Cho nên á, mình ở trong chùa cũng vậy.
Mình biết là ngày hôm nay trong chùa đông người thì mỗi người một tay. Chứ mình quét cái nhà, mình hút bụi, mình rửa dọn đều là một hình thức bố thí mà không có đặt điều kiện là tôi đang bố thí, mà thiệt sự là đã bố thí. Cho nên á, nhiều khi á, mình không có hiểu được điều này thì tự nhiên mình thấy sống rất khó, sống khổ. Nhưng mà thiệt sự hiểu được rồi thì sống có gì khổ. Sống khổ thì cả cuộc đời mấy chục năm mình nó buồn bã lắm. Chứ bây giờ mình cực mà không khổ, không? Đau người ta kêu đau khổ, mà giờ có đau không khổ. Cực mà không khổ. Phật dạy mình á, cái đầu tiên để mình tăng được cái phước, quý vị biết phước không? Chữ phước là gì? Phước là những điều kiện mà người kia có khả năng tận hưởng được là phước. Cho nên người có phước là người có phước, có lộc, có thọ. Chỉ cần có phước thôi, tự nhiên lộc thọ có. Cho nên nhiều khi mình thấy một gia đình đó hạnh phúc, mình nói anh đó có phước quá. Mình thấy gia đình kia con cái nghe lời, nó anh đó có phước quá. Mình thấy người kia có công ăn việc làm đàng hoàng, nó anh đó có phước quá. Phước là từ đâu? Phước là từ cái chỗ chúng ta ý thức để chúng ta tạo cái điều kiện sống tốt trong đời sống hàng ngày. Gia đình hạnh phúc là do đâu? Không phải do trời ban, Phật thưởng, mà bởi vì chúng ta ý thức chúng ta phải làm gì để cho gia đình mình có niềm vui. Đó là phước. Có cái phước là chúng ta thấy cái điều kiện đó. Có cái phước là chúng ta thấy cái hoàn cảnh trong gia đình bây giờ nó đang bế tắc, bây giờ nó đang không vui, thì chúng ta phải làm sao để gia đình được vui. Đó là phước. Cho nên không phải có người có phước mới thấy được lẽ thật. Chẳng hạn như bây giờ mình qua được đây nè, qua được đây rồi mình thấy là mình có cơ hội làm ăn tốt nè, có thể phát triển được nè, đi học đi hành tốt. Nhưng mà có nhiều người đâu thấy được điều đó, phải không? Họ hủy hoại cuộc đời, mình làm đau thương gia đình. Bởi vì sao? Bởi vì mình không có phước thấy, không có phước sống chánh niệm. Từ cái chỗ đó, thay vì chúng ta bố thí cho gia đình niềm vui, sự hãnh diện về mình, thì mình lại cho cái gia đình sự đau thương, sự buồn khổ về cái sự tổn thất của chính bản thân mình. Cho nên bố thí, mình đừng nghĩ là mình có tiền của mới bố thí được. Đúng rồi, tiền của bố thí đó mới chỉ là tài thí thôi, cái đó chỉ là ngoại thí thôi. Chúng ta phải làm sao chúng ta có cái nội thí, là thí chia sẻ trong gia đình. Cho nên cái giới thứ hai mà mình thọ đó, quý vị thọ năm giới đó, cái giới thứ hai là không trộm cắp đó, mà bên cạnh đó là bố thí. Bố thí là gì? Chia sẻ chứ gì đâu. Bố thí nghĩa là chia sẻ. Thí dụ nha, Pháp Hòa có hai, có một bình nước, người kia khát nước, Pháp Hòa chia sẻ nửa bình. Pháp Hòa có hai món, mình chia sẻ với người kia món. Cho nên có dư mình mới chia sẻ được. Cho nên mình chia sẻ thì giờ, chia sẻ năng lực, chia sẻ sự cái có của mình. Còn mình không có sao mình chia sẻ? Cho bây giờ mình có, mình phải chia sẻ. Quý vị thấy không? Cho nên trong đạo rất hay, chùa để cái thùng phước xương, tuy nó nhỏ như xương vậy, nhưng mà mỗi người một chút nó thành ra cái phước, kêu là phước xương. Chữ phước xương là vậy. Cái phước này mình thấy mình bỏ có 5 đồng 10 đồng đâu có gì đâu, nhưng mà tích lũy lâu ngày nó thành ra cái nặng, cái khả năng lớn. Cho nên đừng nghĩ rằng mình bố thí ít quá, bố thí làm gì. Như vậy không bố thí thì làm sao mà có được. Cho nên kẻ ít người nhiều, chúng ta gom lại để chúng ta tạo dựng một cái gì đó. Cho nên tất cả đời sống hàng ngày đều là bố thí hết. Quý vị thấy đạo hữu Hải Nguyện, tức là anh Tiến đó, nghe chị Tịnh Đức bệnh, sẵn quý thầy xuống đây, anh bỏ thì giờ công ăn việc làm, anh chạy lên đây anh thăm chị, đồng thời thăm quý thầy, thăm quý Phật tử. Cái sự hiện diện của anh tự nhiên là cái đạo tràng vui,
mà anh cũng đóng góp công quả, ngày hôm nay là anh chụp hình, anh quay phim đó. Cho nên anh không có tuyên bố là anh vô thí, mà thiệt sự từng cái cử chỉ là vô thí. Và quý vị thấy từ ngày hôm qua giờ biết bao nhiêu công sức. Bác Pháp Hòa nghe kể là bác Trúc Đức hả? 4 ngày nay là lo nấu cơm gạo lứt. Tối hôm qua là đi quảng cáo, đi giới thiệu cùng hết. Thấy cái gì tốt đẹp, lợi lạc cho mọi người phải làm. Cho nên á, tất cả những hình ảnh đó mình phải ghi nhận đều là bố thí hết. Không phải là khi nào mình cầm tiền của mình cho cái người nghèo bố thí đâu, không phải đâu. Thấy bác kia muốn đi chùa không có xe, mình phát tâm mình tới mình chở, đó, bố thí một chuyến xe. Nhưng mà mình đừng có hiểu lầm, tôi đâu có nghèo khổ mà phải gian xin cái sự bố thí của mấy anh mấy chị. Không, cái chữ bố thí nó không có nặng như mình nghĩ. Không, bố là rộng, thí là cho rộng rãi, cho không phân biệt là bố thí. Mà mỗi người đều có thể đóng góp được hết. Cách đây một tuần lễ, Pháp Hòa có nói chuyện với một anh Phật tử. Anh mới nói, con vừa đọc một cái bài báo, con thấy ở những cái nước nghèo đó, có những cái người mà họ phải tưới rau bằng phân người đó, thì lại phải có một người đi mua phân. Thì có một cái anh này, anh làm cái nghề đi mua phân bằng cách là mỗi ngày anh có một cái cây. Thì những cái đi tới những gia đình người ta có phân đó, thì mới chấm cái cây đó vô trong cái thùng phân, quậy quậy lên rồi bưng lên ngửi. Ngửi rồi thấy cái mùi được làm sao đó thì mới mua. Thì anh mới nói, thầy ơi, sao mà ở đời có những người mà họ có cái nghề thấy tội quá. Thì Pháp Hòa mới nói với anh đó, từ những cái hình ảnh đó chúng ta phải mang ơn những người đó lắm. Tại vì quý vị thấy trong một xã hội này, nếu không có những người làm cái đó thì ai sẽ là những người ngồi văn phòng? Cho nên chúng ta ngồi văn phòng làm việc sung sướng thì chúng ta phải mang ơn những người mua gánh bán bưng, những người làm việc cực khổ để làm nên cái cuộc sống này. Không có những người một nắng hai sương trồng rau tỉa đậu làm vườn thì chúng ta làm gì có rau ăn, có đậu ăn, có gạo ăn. Không có những người cực khổ chịu hôi chịu thối để lọc nước bao nhiêu lần để chúng ta có những ly nước lọc chúng ta uống. Từ những cái đó chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta mang ơn rất nhiều người. Cho mình thấy mình có cuộc sống sang giàu, cuộc sống xa hoa, sang trọng, thì mình phải mang ơn những người cơ cực ở bên ngoài. Bởi vì những người đó đã đóng góp ngút ngàn cho cái xã hội này. Không có những người đó, thí dụ, Pháp Hòa nói ví dụ nha, mình nhà nào mà không có rác, mà nếu chúng ta không có những người đi đổ rác, đi hốt rác, thì làm gì chúng ta có được một cái ngôi nhà sạch sẽ, rác chúng ta ứ lại đó, nó hôi, nó thối. Dù chúng ta có ở biệt thự mà rác không được vận tải đi chỗ khác thì cái nhà mình nó cũng hôi đi. Cho nên nhờ những người đi đổ rác đó mà nhà chúng ta mới có cơ hội sạch sẽ được. Pháp Hòa nhớ Việt Nam đổ rác cực hơn ở đây nhiều lắm, phải không? Ở đây lái xe tới cái gì nó cũng sẵn sàng, chọt hai cây vô múc lên cái xong. Ở Việt Nam tội nghiệp lắm, đẩy một chiếc xe gì, đẩy một chiếc xe rác, phải không? Mà chúng ta gọi là xe ba bánh hả, phải không? Đẩy một chiếc xe ba gác đi xe bánh. Rồi mỗi lần mà đổ rác như vậy phải cầm tới đầu làng, đầu xóm là cầm cái kiển đi gõ cùng làng hết để báo. Rồi mạnh nhà nào nấy bưng ra. Mà đâu có bao, đâu có bịch gì đâu. Cứ trút vô trong cái xe đó là thôi nước, nước này nước kia nó chảy ra. Đó, rồi những người kia phải đủ thứ mùi hết mà phải chịu như vậy. Quý vị thấy tội không? Chơi hồi nhỏ mà chứng kiến những hình ảnh đó, Pháp Hòa rất là thương những người đó. Rồi những cái người ngoài cái chú đổ rác đó, còn nhiều người nữa
họ làm những cái công việc mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhưng mà tất cả nhờ những vị đó. Cái công việc của những vị đó là bố thí cho chúng ta được cái cuộc sống sạch sẽ, sung túc. Ở trên Edmonton có một cái anh đổ rác. Anh rất là dễ thương. Quý vị biết là một cái thùng rác mình đổ như vậy đó, một tháng là mình phải trả 60 đồng. Mà nếu mình có cái thùng thứ hai mình muốn đổ đó, thì mình phải phone lên trên cái sở rác, mình nói là hôm nay tôi muốn đổ dưới đồ extra, thì một lần đổ như vậy là 15 đồng. Phải phone trước một ngày hoặc là phone trước 8 giờ sáng họ mới tới đổ. Mà cái anh này anh dễ thương lắm. Hôm nào chùa có lễ lớn rác nhiều đó, ảnh tới ảnh đổ xong rồi tự động ảnh đích thân ảnh bước xuống, ảnh hốt hết tất cả những rác dư còn lại đó, ảnh để vô trong cái thùng rồi ảnh tự động ảnh đổ lần thứ nhì. Mà đúng ra là không được. Thường thường là ảnh không làm chuyện đó đâu. Ảnh đi rồi mình tự đổ vô, rồi mình kêu thêm chuyến thứ hai để người ta chạc tiền. Nhưng mà ảnh dễ thương lắm, ảnh làm như vậy đó. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa đứng trong cửa sổ đó, Pháp Hòa canh ảnh. Ảnh mà vừa tới một cái Pháp Hòa chạy ra. À, bữa nào chùa có chả giò, có những trái cây Việt Nam, Pháp Hòa giới thiệu cho anh, à, tặng cho anh. Anh không có đòi hỏi, nhưng mà mình mang ơn. Nếu mà anh không đổ thì mình ứ rác đó, phải không? Nhưng mà anh rất là dễ thương, anh làm cái công việc đó cho mình. Cho nên từ những cái cuộc sống hàng ngày đó, chúng ta mang ơn nhiều lắm. Mang ơn rất là nhiều. À, như nãy đây, chúng ta bước xuống trai đường chỉ trong vòng một tiếng thôi mà chúng ta làm sạch sẽ ragu, bánh mì, chả giò, cà ri gì đó. Nhưng mà quý vị biết cái người nấu phải nấu bao nhiêu lâu? Nấu từ đêm trước, có thậm chí có nhiều món cực hơn nấu một hai đêm trước đó. Cho nên mình trong cuộc sống hàng ngày mình nhận ra được những cái đó thì tự nhiên mình thấy mình mang ơn tất cả mọi người. Và khi chúng ta mang ơn như vậy, chúng ta phải nguyện sống như thế nào? Nguyện sống như thế nào để đền cái ơn đó? Chứ đâu phải nói khơi khơi tôi mang ơn, I love you mom, nhưng mà mình phải làm sao nữa? Chứ nói không vậy đâu được. Mình thương mẹ thì mình phải sống như thế nào? Mình thương cha mình phải sống như thế nào? Mình thương thầy mình phải sống như thế nào? Bây giờ mình thương Phật mình phải sống như thế nào? À, mình thương Tam Bảo mình phải làm gì? Chờ bố thí. Cái thứ hai Phật dạy, muốn sanh phước thì phải thường khởi tâm từ bi. Như hồi nãy Pháp Hòa nói đó, nếu không có khởi lòng từ bi thì không thể nào cho được. Quý vị thấy bác bác Trúc Đức, ông khởi lòng từ bi không? Ông ăn cơm gạo lứt mà ông thấy ông hết bệnh rồi, giờ đi đâu ông quảng cáo đó. Thậm chí mà ai cần nồi cần gì đem ra quảng cáo. Rồi sáng mà thấy là bác Thanh Mãn ngồi o bế cái bàn, trải chuốt cái bàn, tất cả đều bằng cái tấm lòng từ bi hết, từ cái lòng thương hết. Đó, người cắm từng cái hoa, làm từng cái món ăn, khởi lòng từ bi. Ngày hôm kia có một cô Phật tử ở Mỹ, cô gọi cho Pháp Hòa. Thì cô mới nói là con rất tiếc là con biết thầy quá muộn. Con chỉ mới biết thầy khoảng một tháng nay nhờ nghe những cái băng của thầy. Và con, thầy rất là giúp cho con được rất là nhiều trong qua những cái bài nói chuyện của thầy. Và sau đó cô khóc. Cô nói là con nguyện cúng dường thầy 10 tuổi để cho thầy được sống lâu hơn, để thầy làm lợi cho người. Cô bố thí cho Pháp Hòa 10 tuổi. Cô, quý vị hiểu ý không? Tức là thường thường người nào mình kính, mình thương, mình hay nói tôi nguyện tặng cho người kia 5 tuổi, 10 tuổi gì đó, nói vậy thôi. Thì cô, nhưng mà Pháp Hòa nhận cái đó là nhận cái gì? Nhận cái tấm lòng. Từ đâu mà ra cái sự bố thí đó? Từ cái lòng từ bi. Chơ Hòa Na Di Đà Phật, cô có lòng, Pháp Hòa rất là cảm ơn. Nhưng mà không cần đến nỗi vậy đâu cô ơi. Cô có lòng như vậy Pháp Hòa mừng lắm, Pháp Hòa cảm động lắm rồi. Cô nói không, con nói thiệt, con muốn cúng dường, con nguyện giảm thọ 10 tuổi để cúng 10 tuổi đó cho thầy. Quý vị thấy không? Vì sao? Vì khi mà cô thấy rằng thầy
làm được lợi ích cho người khác. Mà nếu mà thầy có tuổi thọ lâu hơn thì thầy làm được nhiều việc hơn. Cô nguyện như vậy. Nhưng mà Pháp Hòa nói không cần, chỉ cần cô có lòng được rồi. Hồi sáng này đó, bác làm rất là serious nha. Bác lại bác nói con có chuyện muốn nói với thầy. Tưởng chuyện gì cũng mời vô phòng, mời vô phòng lóc cửa lại nữa chứ. Lóc cửa lại xong rồi bác nói làm sao với ông. Bác nói thầy nhớ nha, tuy rằng thầy có Phật độ nhưng mà thầy đừng quên, thầy vẫn còn mang cái thân thường tình, cho nên thầy đừng có khinh xuất thân thầy. Thầy phải ăn cái này, thầy phải uống cái này để thầy có sức khỏe, thầy sống lâu, để thầy còn giết tụi con lâu hơn nữa. Tội nghiệp như vậy. Từ đâu? Từ cái tấm lòng từ bi. Từ tấm lòng từ bi là thấy thầy coi tướng tá khỏe mạnh chứ. Phone lên chùa hỏi thầy đâu, đi bác sĩ. Bữa nay thầy đâu, đi châm cứu. Hỏi thầy làm gì đó, đang uống thuốc. Tội nghiệp. Thành thử ra quý vị mà nghe Pháp Hòa bệnh hoài thì quý vị lại lo. Cho nên ai cũng cố gắng tìm những cái thuốc gì hay ho để mà giúp. Bác cứ nhắc hoài, thỉnh thoảng bác gọi lên bác cũng nói câu đó. Thầy quần có quên nha, thầy chỉ đại diện cho thánh tăng chứ thầy chưa phải là thánh tăng. Thầy phải uống thuốc, thầy đừng nghĩ là chỉ có Phật độ thầy không được. Thầy phải ăn uống cho đàng hoàng, phải uống thuốc cho đàng hoàng. Tất cả những lời nói đó nó xuất phát từ cái tấm lòng thương. Thậm chí nhiều khi mình bực con cái, mình rầy con, đâu phải mình ghét nó đâu, mà tại vì nó ăn tầm bấy tầm bạ, nó không có ăn đàng hoàng, mình sợ nó mất sức khỏe thì mình lại rầy nó thôi, có phải? Nhiều khi mình rầy đứa con, đâu phải mình ghét nó, từ cái lòng thương của mình thôi. Vì mình cực khổ, mình thấy mình nấu con, cho con ăn đàng hoàng mà nó không chịu ăn. Có nhiều khi mình nấu ngon vậy đó, bổ dưỡng vậy nó không ăn, đi ra ngoài nó ăn nhà hàng. Mình nghe cái là mình cũng bực rồi. Mình nói là ăn nhà hàng đâu có tốt, dầu mỡ nhiều, con ăn ở nhà mẹ nấu cho đàng hoàng. Thì nhiều khi những cái thương đó nó cũng đều từ cái lòng thương. Cho nên cái điều phước thứ hai là chúng ta phải vận dụng cái lòng từ bi của chúng ta để chúng ta khởi niệm. Quý vị biết không, cái lòng từ bi nó sẽ hóa giải được rất nhiều việc. Có một em năm nay 14 tuổi rồi, sáng nào cũng sách tập đi học hết á, mà 4 ngày liền không vô lớp. Ba mẹ em mới mét Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa mới, bữa đó em lên chùa, Pháp Hòa mới gọi vô phòng. Pháp Hòa mới hỏi mấy ngày nay con có đi học không. Em cứ nhất định là em có đi học. Pháp Hòa mới nói sao mà ở trường á, gửi email về cho ba mẹ nói là con không có đi học. Giờ ba mẹ cũng cho thầy biết là con không có đi học. Rồi ba mẹ sẽ có một buổi họp với thầy cô giáo sắp tới đây. Cho nên con phải để nếu mà con không có, con có đi học mà cô giáo không biết á, được rồi, để ba mẹ lên nói chuyện với cô giáo. Anh nghe vậy thì anh cũng nín thinh. Nguyên ngày nó nín thinh thì cái đêm nó 11 giờ khuya, anh gặp Pháp Hòa, anh phone lên, anh gặp, anh sám hối. Anh nói con xin lỗi thầy, hồi chiều con nói dốc. Tại vì Pháp Hòa gặp anh là bữa Chủ nhật, mà Pháp Hòa nói là thứ hai này ba mẹ sẽ gặp thầy cô giáo. Thì anh thấy cô bộ không xong rồi. 11 giờ khuya anh gọi lên, anh mới nói thầy con xin lỗi thầy, con nói dốc. 4 ngày qua con không có đi học. Cái thì một hôm sau Pháp Hòa gặp, chiều Pháp Hòa gặp thì Pháp Hòa nắm tay. Pháp Hòa nói con biết không, mình cực khổ lắm mình mới xin được vô trong trường học. Tại vì con đã mất căn bản rất là nhiều, gia đình chịu cực khổ năn nỉ thầy cô giáo để cho con tiếp tục con học, mà con phải vô những cái lớp đặc biệt, rồi con được thầy cô giáo giúp đỡ cho con học kèm thêm, thì con phải ráng học. Con học là con học cho cái tương lai của con, chứ còn thầy hay ba mẹ rồi một ngày nào cũng chết, đâu có thể nuôi con hoài được. Cho nên con phải ráng, con học cho đàng hoàng. Rồi Pháp Hòa sẵn và mới nói đủ thứ chuyện trong nhà, trong cửa, nói một hồi cái đứng nó khóc.
Rồi nó khóc, rồi Pháp Hòa mới mấy ngày sau gọi về nhà hỏi tình hình ảnh làm sao. Gia đình nó, trời, bữa mấy ngày nay nó như bà nhập vậy đó. Tức là sao biết không? Nó tốt lắm. Ăn cơm rồi biết dọn dẹp, không có qua thác quáo trong nhà, vân vân. Thì tự nhiên Pháp Hòa mới nói, thật sự khi Pháp Hòa nói chuyện với em á, trong lòng mình á, nó cũng bực lắm, phải không? Nhưng mà mình phải đem hết cái lòng từ bi của mình ra mình nói chuyện với em. Cho nên Pháp Hòa mới biết á, cái lòng từ bi của mình á, nếu mà mình nóng giận lên á, mình nói đôi khi nó không có tác dụng. Mà từ cái tấm lòng nhẹ nhàng từ bi của mình á, mình lại chuyển được, chuyển được cái người đó. Cho quý vị biết, mình muốn độ một con ma đó, đừng có dùng phép bùa gì hết trơn, độ không được đâu. Mà phải lấy lòng từ bi ra độ ma. Bởi vì sao? Bởi vì ma là những loài sống mà họ đau khổ nhiều, họ bất cần đời, họ hận đời, họ ghét đời, cho nên bây giờ họ bất chấp cuộc sống của họ. Và bây giờ nếu mà mình lại đem những lời nói trách móc, chửi bới ra mình nói nữa thì mình không độ được loài ma. Chứ phải có lòng từ bi, lòng từ bi mình mới độ được ma. Chứ còn con ma dữ chừng nào, lòng từ bi mình nó lớn chừng đấy, từ từ mình cảm hóa được họ. Cách đây không lâu, có một cái chị đó bị một con ma nó nhập. Ma này là ma nữ. Mà khi nói chuyện thì con ma này giả đàn ông, giả con trai. Thì cái bữa nọ Pháp leo lên, bước lên xe, Pháp Hòa lái trước. Thì cái cô này cũng bước lên, giả như đàn ông vậy. Thì nói đâu được một hai câu, cái Pháp Hòa nhìn vô cái kiến, nhìn kiến, kiến sao này, nhìn thấy Pháp Hòa bên đây, ma này không phải ma nam đâu, ma nữ đó. Cái Pháp Hòa nói vừa dứt cái thì cổ xìu xuống, cổ nói: ông thầy này cao tay ấn dễ sợ. Nói chuyện mấy câu biết mình nam nữ. Pháp Hòa mới đem về chùa quy y. Mà lúc đầu thì mình không biết, cho nên đâu có biết. Tại vì nói trên phone á, thì nói là con nam chết ở đâu, tên gì vậy đó. Thì nói con tên đó. Cái Pháp Hòa mới đặt cái pháp danh là Minh Quy. Vậy là thích cái tên đó luôn. Giờ con không cần biết, bây giờ con là nữ, nhưng mà con thích tên Minh Quy của thầy đặt. Cho bây giờ con tên Minh Quy. Rồi ở trên chùa, mỗi ngày đại chúng họp lại tụng kinh, nói chuyện đàng hoàng, nhiều khi nửa đêm nửa hôm nhập lên, nhập vô cái cô này. Thì chồng mới đem lên chùa nhờ quý thầy giúp. Thì quý thầy thì không có dùng bùa, dùng ngải gì hết trơn á. Mỗi ngày cứ lấy tình thương ra giáo hóa, khuyên cái người nữ đó. Và cái cô này mới kể hết lý do nào chết, tại sao gặp cái người này lại nhập vô, vân vân. Đó, thì bây giờ thì đỡ nhiều lắm rồi, có thể nói là 99% là hết rồi. Đó, thì quý vị biết là ở trong chùa giúp nhiều những người bị ma nhập, nhưng mà tất cả không có dùng cái gì hết trơn á, chỉ lòng từ bi mình nói chuyện với những người đó thôi. Thì ở đây cũng vậy, cái chữ ma đây á, ngoài cái chữ ma mà nãy giờ mình hiểu là có một con ma chết nào đó, thì những cái người mà khó tánh, nhiều khi trong cuộc đời này á, họ cứng rồi mình cứng lại cái nó không thành. Cho nên những người đó mình phải dùng cái mềm mỏng để mình giáo hóa họ. Từ đâu mà được? Từ cái lòng thương của mình. Từ cái lòng thương của mình. Cho nên vì mình có cái tình thương, cho nên mình mới thường hành bố thí. Vì mình có tình thương, cho nên mình mới giáo hóa hữu tình. Cái điều phước thứ ba gọi là giáo hóa hữu tình. Hữu tình là gì? Hữu tình là những người sống trong đời có những tình cảm, gọi là hữu tình. Giáo hóa hữu tình. Bởi vì chữ giáo hóa là sao? Giáo là dạy dỗ, hóa là hóa độ. Mình phải đem tất cả những phương tiện để mình có thể hướng dẫn. Thí dụ như quý vị thấy hồi lúc Pháp Hòa về đây thì đa số là chưa biết gì hết. Thì từ cái tụng kinh,
từ cái lễ nghi, từ cái chuông mỏ mình không rành. Thì Pháp Hòa để thì giờ ra Pháp Hòa hướng dẫn cho quý vị từng chút từng chút. Thấy cái gì sai thì Pháp Hòa chỉnh liền. Ví dụ như hôm qua tới giờ, trong khi làm lễ thì Pháp Hòa để ý có một vài điểm nó còn chưa thông, thì Pháp Hòa ghi nhận đó. Rồi thì khi nào mà có dịp, tức là ngày mai, ngày mốt hay thậm chí tháng sau, những cái điểm đó Pháp Hòa sẽ chỉ dẫn lại. Và hơn thế nữa, bây giờ thì mình cái chùa này mình dùng là chỉ tạm thôi. Nếu mà mai mốt mà mình mà thiệt sự là mình tiếp nhận ngôi chùa này, nếu mình có khả năng hay như thế nào đó, thì chừng đó phải học nhiều hơn nữa. Tại vì có những cái mình cần phải đi vào cái khuôn khổ để nó thành cái nếp sinh hoạt của mình. Một cái người tu á, thì mình không có từ nan, dù là việc lớn hay việc nhỏ. Ngày xưa Pháp Hòa tổ chức Bát Quan Trai cách đây 20 năm, thầy viện chủ tổ chức Bát Quan Trai, mà quý vị biết tức là Bát Quan Trai là một ngày tu học á. Một lần thọ bát như vậy, thọ Bát Quan Trai vậy có 5 người thôi. Vậy mà vẫn làm. Làm riết, làm hoài, tháng nào cũng duy trì. Bây giờ Bát Quan Trai mỗi lần như vậy được 50 người. Tệ lắm cũng 40 người. Vì ở cái thành phố nhỏ, như vậy là gọi là khá đông. 40-50 người. Cho nên Pháp Hòa mở lớp thiền cho người Tây Phương á. Cái ngày đầu tiên mà Pháp Hòa nhớ mà lên dự lớp thiền, quý vị bao nhiêu người không? Có 3 người. Pháp Hòa mở lớp cho dạy người Tây Phương hồi năm, từ năm 93. Thì 93 hồi xưa Pháp Hòa dạy có một anh Mỹ thôi. Từng nào anh cũng lên hết. Anh lên như vậy suốt cả một năm trường. Rồi lâu lâu cái thì Pháp Hòa đi xuống một cái thành phố khác sát bên, đi chừng nửa tiếng tới. Thì ở đó có cái nhóm những người Mỹ chuyên mua ăn chay. Thì mỗi tháng họ tập hợp lại một lần, họ ăn chay với nhau, tức là người nấu một món rồi đem lên rồi chia. Thì cứ tháng đó tới ngày đó thì họ mời Pháp Hòa tới cái nhóm đó để Pháp Hòa nói chuyện. Đi đâu được vài lần thì cực quá, vì mình không có thì giờ phải đi tới lui vậy. Họ mới đề nghị là thôi bây giờ thầy đưa về chùa. Thì Pháp Hòa đồng ý đưa cái nhóm thiền về chùa. Thì kể từ cái năm đó thì đâu được vài người. Rồi khi ngưng một năm, năm 96 ngưng một năm, đến mùa thu năm 97 mở lớp lại. Thì khi mở lại có 3 người. Rồi khi mà 3 người đó, rồi tuần sau họ dẫn bạn bè lên được 5 người. Cứ như vậy mà duy trì, tiếp tục. Đến bây giờ là mỗi tuần thứ 6 như vậy, có khi 60-70 người. Tệ lắm mà cũng 30 người. Thí dụ vậy. Có những ngày đông thiệt là đông, nhưng mà dĩ nhiên cũng có những ngày nó rất ít. Nhưng mà không bỏ, thứ sáu nào cũng duy trì. Pháp Hòa không có mặt được thì quý chú, mà lỡ mà không ai được thì nhóm mà đi 10 mấy năm đó, bây giờ họ cũng biết cách rồi, họ tự họ ngồi thiền với nhau. Quý vị biết không, khi mình đã đi giáo hóa cho mọi người thì mình không có phân biệt là chỗ đó giàu hay nghèo, chỗ đó đông hay ít. Mà nhiều khi cái chỗ càng ít người, càng thưa thớt, càng không có ai thì mình lại càng phải tới. Tại vì sao? Tại vì những chỗ đó mới thật là cần mình. Chẳng hạn như quý vị thấy ở đây, mình đâu có bao nhiêu người phải không? Nhưng mà không có từ nan. Khi nào Phật sự cần thì mình có mặt. Vừa rồi mấy huynh đệ dẫn nhau đi hộ niệm cho bà bác người Đài Loan phải không? Quý vị thấy không? Người ta là người Đài Loan. Người ta bây giờ ở đây có một cái chùa duy nhất à. Mà bây giờ muốn tìm quý vị người Hoa tụng tiếng Hoa không có. Nhưng mà đã là chùa thì đều là chùa hết. Cũng không có từ nan tới mời mình. Thì mình đâu có lý do nào nói chị người Hoa, tôi người Việt tôi không tụng. Mình tới mình tụng, nhưng mà cái lòng từ của mình á lại cảm hóa được những người thân của họ. Vì sao? Vì họ cảm được qua cái hành động của mình, qua cái âm điệu tụng niệm của mình, qua cái sự giúp đỡ gia đình của mình, họ cảm được hết. Cho quý vị thấy
cái tình, cái lòng từ bi á, là cái tiếng nói mà không có âm thanh, nhưng mà cái biểu lộ của mình người ta cảm nhận được hết. Thí dụ một cái người đó, nó chăm sóc. Có nhiều khi mình chăm sóc một người bệnh, họ không có nói chuyện được, nhưng họ cảm được hết. Một cái đứa nhỏ mình tới mình gần gũi nó, mình thương nó cũng cảm được. Tại vì cái trái tim á, là cái nhịp đập nó không có khác. Người nào cũng một cái nhịp đập của một con tim, thấy không? Dòng máu người nào cũng luôn lưu như vậy, nhưng mà nó phát xuất từ lòng thương, từ lòng từ bi thì nó khác. Cho Phật dạy trong kinh đó, người muốn có phước thì phải thường phải khởi tâm từ bi, thường hành bố thí, giáo hóa hữu tình. Quý vị thấy được điều mà nói ha, phải giáo hóa hữu tình. Mà muốn giáo hóa hữu tình, cái điều cần thiết phải có là gì biết không? Phải nhẫn nhục cứu độ. Nhẫn nhục là sao? Là phải chịu đựng, chịu cực, chịu khó. Không có nhẫn nhục không có làm việc được. Cho nên thấy không? Vì mình có lòng từ bi cho nên mình làm bố thí, độ hữu tình, cũng không có khác đâu nha. Đây nè, có lòng từ bi, bố thí hay là cho mượn, tạo dựng ngôi chùa là giáo hóa hữu tình. Bởi vì cái chùa là cái nơi trang nghiêm thanh tịnh, là cái ngôi nhà tâm linh cho những người mà người ta cần đến. Rồi, nhưng mà muốn dựng chùa, muốn giữ chùa thì người đó phải có cái gì? Phải có nhẫn nhục, phải có chịu đựng. Nhẫn nhục là sao? Thứ nhất là mình phải có cái tấm lòng từ bi lớn thì mình mới chịu cực được, chịu khó được. Đừng có ai sanh nạnh nhau nha. Vì tam bảo là tam bảo chung. Việc tới phiên, tới cái tuần lễ đó mình lo, thì mình cố gắng mình về mình lo. Trường hợp bất đắc dĩ lắm, mình bận rộn, mình không thể về được, thì mình nhờ một người khác. Nhưng mà đừng nghĩ rằng của chùa mà không có mình thì cũng có người khác. Đừng nghĩ như vậy. Ai cũng nghĩ như mình thì cái chỗ công cộng đó ai lo. Cho cái câu mà không khởi gì có mợ thì chợ cũng đông á, không mợ thì chợ cũng không bữa nào đó. Đừng nghĩ vậy. Thì mình cũng nghĩ như vậy thì chợ đâu có ai. Cho nên mình phải biết rằng sự có mặt của mình là đóng góp rất lớn cho đạo tràng. Mỗi người đóng góp một chút. Cho nên á, nếu mà chỉ có một người nấu cơm mà không có người xào cải cũng không được. Cho mỗi người một chút mà nó làm được rất nhiều việc cho đạo tràng. Cho nên mình phải kiên nhẫn. Nhưng mà nhục, nhẫn nó không có nhục. Mình không nhẫn mới nhục. Người ta kêu nhẫn nhục cứu độ đó. Muốn cứu độ phải nhẫn nhục. Có nhiều khi á, con của mình á, nó nói một câu thiệt là đau lòng, nhưng mà mình buồn chút thôi, đừng có để trong lòng. Tại vì mình để trong lòng mình tự mình đau khổ, mà tội cho con mình. Vì nó không có nghĩ tới cho nên mới nói những cái lời đau lòng như vậy. Có nhiều khi mình nói trời ơi, thà là người dưng nước lã nói tôi lời này tôi không buồn. Nó là con tôi mà nói câu này tôi nghe tôi buồn. Nhưng mà mình buồn là đúng, nhưng mà rồi cũng phải buông bỏ. Tại vì tất cả chúng ta ai cũng có một sợi dây để nắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ được sợi dây đó thì chúng ta mới được một phần nhẹ nhàng. Có cái ông đó đó, ông đi trên cái núi đó, rồi ông vô tình ông rớt xuống cái vực thẳm. Thì ông may mắn ông chụp được sợi dây, thì trong lúc đó ông mới réo lên: Phật ơi cứu con. Thì khi mà ông gọi Phật ơi cứu con á, thì Phật xuất hiện. Phật mới nói bây giờ đưa tay đây ta cứu cho. Nói dạ không được, con buông tay là con té chết. Phật nói giờ muốn cứu thì phải bỏ sợi dây ra ta mới kéo lên được. Nói dạ không, Phật làm sao Phật cứu con đi, nhưng mà sợi dây này con bỏ không được. Quý vị hiểu ý câu chuyện không? Câu chuyện nghe đơn giản nhưng mà thiệt sự ra mình chứ ai đâu, phải không?
mình muốn giải thoát dữ lắm. Mày giải nổi không? Muốn giải, ai cũng nói giải thoát, người nào cũng muốn nói tôi tu để tôi giải thoát, mà giải không có nổi đâu. Thôi đừng nói chi nhiều nha, nổi cái đầu thôi. Kêu cạo dám cạo không? Đó, ai cũng muốn nói giải thoát, nói ghê gớm lắm, nói lớn lao lắm, nhưng mà một chút xíu đó thôi, mình dám giải không? Dám thoát không? Thấy thầy mặc cái áo nâu sòng đẹp quá, thầy mặc áo nâu sòng đẹp quá, con ước gì một ngày nào con được cũng được nâu sòng như thầy. Mẹ nói nghe lon lành không? Bữa nào thầy đưa bộ đồ nâu sòng mặc nó thôi, mặc này kỳ lắm, ta cười chết. Có không? Thấy ta mặc cái, thấy người ta đi chùa tụng kinh nghe sao thanh thoát quá, mình ước nghe, ước gì con được rảnh như bác để con ngồi con tụng kinh. Bác nói vậy hả con? Thôi bây giờ bác cho con sau chuỗi niệm Phật. Dạ thôi con không dám đâu, lấy mà không niệm Phật tội chết. Tức là lúc nào mình cũng có một cái để mình nói, nhưng mà rồi mình cũng thủ hả? Ai muốn cái gì mình cũng thủ, tặng cho sau chuỗi không dám nhận. Nói thôi, và quý vị để ý coi, đeo con rồng, đeo con ó, đeo này đeo kia được, mà đưa ông Phật đeo nó thôi kỳ lắm, ta cười chết. Ngộ không? Đeo gì không sợ ta cười, mà đeo Phật sợ ta cười. Gặp bạn bè bắt tay được, mà kêu vô chùa chắp tay xá Phật nói coi có ai không, có mấy thằng bạn nó cười chết. Đó, ai cũng nói giải thoát, nhưng mà giải thoát làm sao? Mình giải thoát được không? Nội đừng có nói chi là phải bỏ nhà bỏ cửa nha, không có. Cho nên đêm hôm á, thầy Pháp Ân thầy cũng giỡn thấy không? À, nói ai cúng cúng chứ cũng thủ à. Thì cái đó là câu nói chơi, nhưng mà nếu mình nghĩ thì mình mới thấy rằng trong chúng ta đó, cái chữ giải thoát ai cũng nói được, chữ tịnh độ, chữ niết bàn ai cũng nói được. Nhưng mà mình có thật sống với tịnh độ, niết bàn và giải thoát đó không? Bởi mình có khả năng nhưng mà đôi khi mình không thấy. Tối hôm qua đó, sau giờ cơm tụng kinh xong hết rồi, thì có một anh Tây Phương, ảnh xin gặp. Thì ảnh mới nói với Pháp Hòa là ảnh mới bắt đầu học Phật chừng 4 tháng nay thôi. Thì anh mới có một cái điều mà anh thắc mắc là, anh đọc trong sách thì anh nghe nói là niệm Phật Di Đà rồi mình được vãng sanh cực lạc, có Phật Di Đà. Anh không biết là Phật Di Đà có phải là một người thiệt không? Cõi Phật, cõi Tây Phương cực lạc có thiệt không? Phật Thích Ca thì anh tin là có thiệt rồi đó, nhưng mà Phật Di Đà có phải là real man, người thiệt không? Pháp Hòa mới nói anh có tin thiệt hay giả đó, Phật Di Đà không có buồn gì hết trơn. Thì bây giờ tôi muốn biết là, tôi để cho nói cho anh nghe là bây giờ anh niệm Phật để làm gì? Khi mà anh, tại vì cái tâm mình nó loạn, cho bây giờ muốn giúp cho cái tâm mình tịnh á, thì mình bắt đầu mình niệm Phật. Niệm là gì? Niệm là nhớ. Niệm Phật là nhớ Phật, thay vì mình nhớ tùm lum, phải không? Thì bây giờ mình tập nhớ Phật. Nam mô Di Đà Phật, hay là bốn chữ A Di Đà Phật. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật, hay là cầm sâu chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình niệm như vậy. Khi mình niệm Phật như vậy thì tất cả những cái niệm khác nó quên. Tại vì mình đang niệm Phật, nhớ Phật thì không nhớ thứ khác. Mà không nhớ thứ khác mà nhớ Phật thì cái tâm tịnh. Mà tâm tịnh á thì tịnh độ. Tịnh độ là gì? Là cõi tịnh. Mà giờ anh muốn sống trong cõi tịnh thì việc đầu tiên là phải, anh phải tịnh cái tâm. Tại vì khi tịnh được cái tâm thì tự nhiên xung quanh nó tịnh. Trong kinh Di Đà nói, mình phải trải qua 10 muôn ước cõi Phật để đến cảnh giới của Phật Di Đà. 10 muôn ước cõi đó là gì? Tức là chúng ta phải trải qua, nếu mà nói cho gần chút là chúng ta phải trải qua những kinh nghiệm, những đau thương trong cuộc đời, chừng đó chúng ta mới thấy được tịnh độ chân thật. Ai chưa từng đau khổ
thì người đó không cảm nhận được sự an lạc khi sự khi khổ đau nó vắt mặt. Cho nên khi một lần mình té xuống, mình học hai được hai bài học. Một lần té xuống thì chúng ta học bài học thứ nhất là chúng ta học được cái bài học là té nó đau ra làm sao. Cái bài học thứ hai là chúng ta học cái cách đứng dậy sau khi đau. Và bài học thứ ba là gì? Là khi nó lành rồi chúng ta đi đứng được thoải mái thì chúng ta mới biết được cái người đi đứng thoải mái hạnh phúc như thế nào với cái người mà đi đứng không có thoải mái. Pháp Hòa mới nói cô Tịnh Đức hồi xưa là sàn không à, sàn rất nhanh và rất lẹ không, nhưng mà qua một cái trận té vừa rồi bắt đầu sao biết không, khỏi sàn nữa không, bây giờ bắt đầu gì, Hoàng Châu Cát Cát. Tức là sao, bây giờ đi từng bước giống như những cung phi mà mới được vô cung mà luyện cách đi, phải không? À, bây giờ đi từng bước từng bước, quý vị thấy không? Cho nên ở cái đó là gọi là gì, trải qua 10 muôn ước cõi để thấy được cảnh giới của Phật Di Đà đó. Trong kinh Di Đà nói vậy đó, nhớ không? Người muốn đến cõi Phật Di Đà phải trải qua. Thì cái chữ trải qua là gì? Chúng ta phải kinh nghiệm qua, phải có experience thì chúng ta mới làm được cái việc đó. Người không có té, không có biết té nó đau ra làm sao, nghe nói thôi, giờ té là biết đau rồi đó. Rồi khi té mà đứng dậy ra làm sao, học được cách đứng dậy lúc té, và sau đó mới thấy được chân hạnh phúc của người đi đứng thoải mái không đau bệnh. Trải qua được như vậy tới cảnh giới của Phật Di Đà. Cho mình không sống được cảnh giới Phật Di Đà ngay cái giờ phút hiện tại này thì không thể đến cảnh giới Di Đà xa xôi nào khác. Và không cần phải đặt cái chuyện là có thiệt không. Hồi xưa mình ở Việt Nam á, có bao giờ mình nghĩ tới cái năm 2000 không? Trời ơi, mình nghe nói hồi đó mình mới có năm 1900 mấy thôi, nghe năm 2000 mình thấy nó nhiều không? Nó nhiều vô cùng, nó thấy thời mình còn, thậm chí có người nghĩ trời lúc đó chắc chết hết rồi, còn đâu sống tới 2000. Vậy mà giờ 2010 rồi, không, sắp sửa hết 2010, qua 2011. Nghe nói nước Mỹ, trời ơi, mình nghĩ nước Mỹ là chỉ nghe nói chứ dễ gì mình được đi nước Mỹ. Mình ngồi mình tưởng tượng nghe, nghe người ta nói nước Mỹ nó ở như thiên đường vậy đó, ăn rồi ở đó không có chén bát gì hết trơn á, ăn là dục không à. Rồi ta còn nói Pháp Hòa mà sắp sửa đi Canada, ta nói qua Canada không có cơm ăn đâu, ăn bánh mì không à. Trời ơi, còn tháng nữa đi Pháp Hòa ăn cơm ngày mấy giác luôn. Ăn cơm chi biết không, ăn cho nó đã cái thèm đi, rồi mai mốt mình nghĩ quả cuộc đời mình từ nay về sau là hết ăn cơm rồi. Cho nên là cứ sáng cơm trưa, đói là ăn cơm, đói là ăn cơm, ăn để mà rồi bù trừ những năm không được ăn đó. Mình đâu có tưởng tượng phải không, giờ tới hồi qua đây rồi thì cái gì mà không có. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên cảnh giới Phật Di Đà mình làm sao mình nghĩ có hà, nhưng mà nó cũng y chang như cái tâm mình nghĩ hồi nhỏ, làm sao mình có được cảnh giới nước Mỹ, nước Canada, làm sao có được năm 2000. Mà giờ mình đang sống ở năm 2010, mình đang sống ở xứ Mỹ, xứ ngoại quốc, thí dụ vậy. Cho nên á, xin thưa đại chúng á, chúng ta có cái phước là chúng ta có thân người, chúng ta có cái phước chúng ta ở một quốc độ đầy đủ sung túc tốt đẹp, chúng ta có cái phước mặc dù ở cái nơi này ít người Việt, hẻo lánh, vậy mà chúng ta có được ngôi chùa. Bây giờ chúng ta cần làm gì? Chúng ta phải phát lòng từ bi, khởi tâm giáo hóa, chịu khó chịu cực để chúng ta duy trì cái phước này. Bằng mọi hình thức, bằng mọi cái cách thức nào để chúng ta tiếp tục. Thí dụ bây giờ mai mốt đây mình không giữ được cái chỗ này, mình cũng phải có cách nào khác để chúng ta tiếp tục, chúng ta tu học. Chứ không lẽ giờ có năm cái tự nhiên đức chết, nói gì? Đức chến.
Không được, phải không? Cố gắng. Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật dạy bốn điều để sanh phước. Thì hôm nay Pháp Hòa nói chữ phước. Phước là chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy chúng ta có được những điều kiện tốt. Thí dụ được thân người tốt, được gặp Phật Pháp, được nghe, được thấy, được hành trì, vân vân. Đó là cái phước của mình. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để tiếp tục sanh cái phước này nữa? Thì muốn sanh cái phước này nữa thì phải làm gì? Thì phải thường hành bố thí, khởi tâm đại bi, giáo hóa hữu tình, nhẫn nhục cứu độ. Bốn cái đó. Được như vậy thì cái phước này trường tồn không có mất. Mình sống ở trong nhà cũng là cái đạo tràng. Phải làm sao dùng áp dụng bốn cái điều kiện này trong gia đình. Phải có lòng thương. Hồi xưa mình sống với nhau á, mình gặp nhau á, là mình gặp bằng cái tình. Nhưng mà cái tình á, sau một thời gian á, thì cái tình nó không còn. Nhưng mà nhờ những cái tình đó, đó, nó gầy dựng nên cái nghĩa. Cái nghĩa là gì? Cái nghĩa là một cái cách sống nó sâu sắc hơn cái tình. Nó có nhiều cái tình thương, nó có nhiều cái trí tuệ, nhiều cái tuệ giác, nhiều cái nhẫn nhục hơn là cái tình. Bởi vì cái tình là gì? Nó có nhiều cái sự trách móc, ích kỷ, cố chấp. Bởi vì sao? Muốn cái người đó là của mình, muốn cái người kia chỉ biết mình. Nhưng mà khi mà mình sang qua cái nghĩa rồi thì cái nghĩa nó rộng. Cho quý vị thấy người Việt Nam chúng ta sống, chúng ta sống với nhau lâu dài hơn. Bởi vì chúng ta luôn luôn thấy được thế nào là tình, cái gì là nghĩa. Mà sống bằng cái tình, cái nghĩa được như vậy thì rất là tốt, duy trì được cái mái ấm trong gia đình. Giờ muốn trong gia đình mình êm thấm thì chúng ta có thể áp dụng bốn điều kiện này trong cuộc sống hàng ngày. Bố thí cho nhau những cái gì chúng ta làm được, không phải cái gì lớn lao lắm đâu, có phải đâu. Thí dụ nha, vợ chồng giận nhau, đừng bao giờ gây gổ lớn tiếng trước mặt con cái. Đừng nghĩ mấy đứa nó con nít không biết gì, không phải đâu. Những cái trợn mắt, những cái đập bàn, đập ghế của mình đó, nó vô trong tâm thức của con nít hết. Nó tạo cho những đứa nhỏ một cái sợ hãi mà lớn lên nó vẫn không có mất. Pháp Hòa kể quý vị nghe, Pháp Hòa có một đứa đệ tử. Hồi nó 5 tuổi á, ba nó đánh mẹ, đánh nhiều lần nó thấy. Nhưng mà cuối cùng rồi ba mẹ cũng ly dị. Bây giờ nó 19 tuổi rồi. Một hôm nó đi chơi, nó đi vô trong mo, thì nó gặp, nó đang đi góc này, nó gặp ba nó góc kia, mà nó run lên. Nó run, nó sợ, bắt đầu nó khóc. Và nó không còn bình tĩnh để nó đi chơi nữa. Thì bạn nó thấy như vậy thì mới đưa nó về. Nó nói không, bây giờ nó không muốn về nhà, nó run lắm, đưa nó về chùa. Thì bữa đó mấy đứa bạn chở về chùa, thì Pháp Hòa đang ở nhà. Nó chạy vô nó khóc, nó run lên, nó nói mà môi miếng gì nó tím ngắt. Pháp Hòa hỏi chuyện gì thì nó mới kể cho Hòa nghe. Nó nói là con đi shopping, con gặp ba con ở góc đằng kia. Thì Pháp Hòa nói thì gặp ba chứ có gì đâu. Nó nói không, mỗi lần con gặp ba con thì những hình ảnh mà hung tợn của ba con đó, nó hiện về và nó làm cho con rất là sợ. Thì nó mới ngồi nó kể cho Hòa nghe cái chuyện đó. Thưa quý vị mới biết. Cho nên đó, trước mặt những đứa con, mình nuôi cái gì? Mình nuôi con bằng cái gì? Không phải bình sữa, cục kẹo hay một món đồ chơi. Nhưng mà cái cách sống của mình hàng ngày là một chất liệu nuôi con rất lớn. Đó là bố thí đó. Mà nếu mà mình không có lòng từ bi, mình không bao giờ bố thí được những cái đó cho con đâu. Tại vì có lòng từ bi cho nên biết thương con một cách chân thật, không bao giờ làm những cái điều mà gọi là hình ảnh xấu về ba hay về mẹ,
cho đứa con. Nó giận ba nó đến mức độ cái bữa mà nó còn đòi đi làm giấy tờ, nó đổi họ luôn nữa. Pháp Hòa không cho, Pháp không cho. Nó lên nó nói con lấy họ thầy được không? Thì mô Phật. Nó nói vậy, nói con lấy họ thầy được không? Nó nói thôi thôi, con cho thầy sống. Đó, quý vị thấy không? Rất là tội nghiệp. Cho nên Pháp Hòa mới xin thưa với đại chúng là mình nghe đó thì có cái vẻ nó xa lắm, nhưng không phải đâu. Ngay trong cái cuộc sống hàng ngày của mình vẫn áp dụng được bốn cái điều này, rồi rộng ra cho đến mọi người, mọi loài. Và trước hết mình áp dụng trong gia đình. Mình phải có tình thương chân thật cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho gia đình. Có được cái đó thì mình mới có thể trang rãi làm cái gì cho người kia. Ví dụ như mấy ngày nay mà cô Tịnh Đức mà cô bệnh vậy, trời ơi, minh đạo là thôi, gentleman hơn mọi lần nữa. Vừa đậu xe cái là ông nhảy xuống qua cửa bên kia liền. Ông mở rồi ông từ từ ông đỡ xuống, giống như hồi mới quen vậy. Đó. Thành thử quý vị thấy là không có, tất cả những hình ảnh đó đều là bố thí hết. Rồi bây giờ cái người kia thấy cái hình ảnh đó, tự nhiên cũng phải học. Trời ơi, người ta làm được chuyện đó, mình cũng sẽ làm được. Cho hay lắm. Bốn điều mình học: thường hành bố thí, khởi tâm từ bi, giáo hóa mọi người, nhẫn nhục cứu độ. Chăm sóc một người bệnh phải có sức nhẫn nhục, phải có sức chịu đựng, giống như mình nuôi con vậy đó. Nuôi một đứa nhỏ đó, phải nói là mình phải có cái nhẫn nhục dữ lắm à, chứ không phải giỡn đâu. Thay như người ta buổi sáng ngủ dậy uống sữa phải không, ăn đàng hoàng không, nó mới ngủ dậy nó đi vô tủ lạnh nó mở cây cà rem nó ăn. Cha mình mà không có lòng từ bi, mình không có thương con á, là bắt đầu mình quát nó lên rồi. Tại vì có nhiều lúc á, nó làm những cái chuyện mà mình không thể chấp nhận được đó. Nhưng mà nếu mình không có nhẫn nhục với con cái thì tự nhiên con cái nó sợ mình, mà nó sợ mà nó không có thương, phải không? Thành thử ra mình phải chịu khó như vậy. Cho nên những người mà làm ở đê khe đó, mấy người đó phải có cái sức nhẫn dữ lắm. Làm ở đằng viện dưỡng lão, làm ở nhà thương á, những vị đó phải có cái lòng nhẫn nhục dữ lắm, phải có lòng từ bi dữ lắm, phải có sự bố thí dữ lắm, và mới giáo hóa được những người đó. Cho nên ngay trong nhà thương, một cái hành động của một y tá cũng đầy đủ bốn cái điều kiện này. Người đó có lòng thương, vì có lòng thương cho nên mới giúp đỡ cho người kia, là bố thí sự giúp đỡ. Sau đó rồi phải gì? Phải nhẫn nhục, phải chịu đựng. Nhiều khi người ta mắng, người ta chửi, tại vì người già bệnh thì hay khó tính. Được như vậy cái tự nhiên mình giáo hóa được họ. Quý vị biết hôm nào quý vị nào mà có dịp lên để Minh Tình, ghé cái nhà dưỡng lão Việt Nam, bây giờ mỗi ngày ăn gần 100 người. Một ngày ăn 6 cử, 3 cử chánh, 3 cử phụ, mà không người nào ăn giống ai. Người bên này á, ăn rau mà phải sắc nhỏ ra mới ăn. Người bên kia á, ăn rau không ăn lá. Người bên nọ ăn lá không ăn cọng. Người đằng kia không ăn hành. Người đằng nọ không ăn ớt. Nhìn 100 người trong đó có một cái bảng nhỏ nhỏ để trước mặt họ, không cái gì, ăn cái gì, không người nào giống người nào. Mà trong bếp có 2 người nấu à. Có 2 người nấu mà nấu cho cả 100 người ăn. Mà nấu món ăn khác nhau chứ không phải giống nhau. Bữa đó Pháp Hòa tới thăm, có cái bà đó bà nói: bữa nay tôi không thích sandwich, tôi muốn ăn pasta. Bữa đó là ăn sandwich, đem ra sandwich không chịu ăn, đòi ăn pasta. Thì cái cô đó phải trở vô ăn, làm pasta cho ăn. Thầy viện chủ sáng bưng cái oatmeal ra, bà kia ăn cereal, bữa nay đổi ý, tôi không thích ăn oatmeal, tôi thích ăn cereal. Đó. Rồi cái thì oatmeal thì phải làm nóng, không nóng làm sao ăn. Nói tôi muốn ăn oatmeal mà oatmeal không nóng.
Mà sáng nào 8 giờ thầy cũng xuống đi một vòng thăm hỏi mấy bà, cho mấy bà thương thầy lắm, cứ hở hở là master đâu rồi không à. Rồi mỗi tuần thứ tư làm gì làm nha, thầy cũng tranh thủ hết thì giờ của thầy. Sáng thứ tư nào cái chương trình của thầy từ 9 giờ sáng tới 10 giờ sáng. Mấy bà Tây, mấy ông Đầm, mấy bà ông Tây đi vô, thầy tập dịch cân kinh. Thầy dạy cho tập dịch cân kinh, đánh tay để cho tiêu hóa tốt, bớt bụng, vân vân. Rồi thầy tập cho hát hát nhạc đạo, mà hát nhạc Mỹ. Thứ bảy tuần trước đó là kỷ niệm 2 năm ngày khánh thành. Sau hai rồi mấy bà Tây đi lên hát với thầy. Mà họ rất là vui. Họ rất là vui. Mỗi một ngày hai thời kinh. Sáng 9 giờ tụng thời sư cô Thanh Quang hướng dẫn. Chiều 7 giờ tối tụng thời kinh sư cô Thanh Quang hướng dẫn. Rồi thầy mới đi mua mấy cái bàn có ghế rồi luôn, không cần ngồi đất. Mỗi người quyển kinh để trên bàn ghế ngồi tụng kinh đàng hoàng. Rồi bây giờ á, từ hồi mà vô ở tới giờ là bác sĩ cũng thầy, đi nhà băng cũng thầy, đi đâu cũng réo master hết. Không, quý vị thấy không, nhiều lúc Pháp Hòa thấy Pháp Hòa phục, Pháp Hòa làm không nổi. Vì sao làm được quý vị biết không? Có sự nhẫn nhục, có lòng từ bi, có tâm giáo hóa, cho nên mới bố thí thời giờ, bố thí sức khỏe của mình. Cho nên mỗi một việc làm mình làm được đó, nó không ngoài bốn cái này đâu. Một việc làm gì mình làm nó đều chuyên chở bốn cái này hết. Vì không có nhẫn nhục không làm được, không tình thương không làm được, không có lòng cứu độ không làm được. Mà có ba cái đó, tự nhiên việc làm đi tới viên mãn, gọi là bố thí. Quý vị thấy điều mà nói ha. Thì thôi hôm nay về đây thăm lại đại chúng trong tháng 10 này, thì Pháp Hòa cũng hồi sáng mình đã nghe pháp thoại bằng tiếng Anh. Thì Pháp Hòa cũng xin thưa với đại chúng là người Tây Phương có một cái ngày lễ gọi là Thanksgiving. Thì Pháp Hòa đã nói cho họ biết, đã nói cái chữ này là, nếu mình nói cho đầy đủ là Thanks for giving, tức là cảm ơn hay là tạ ơn những gì mà người khác đã cho mình. Nếu mình thấy cái điều đó thì mình thấy mình mang ơn nhiều lắm. Và ngày nào chúng ta cũng phải sống như thế nào để tạ cái ơn đó. Không phải một năm vào tháng 10, ở nước Mỹ thì tháng 11, Canada thì tháng 10 đều có cái lễ này. Một cái bật đèn chúng ta cũng tạ ơn, vì mỗi một người đóng góp một chút để chúng ta có đủ chi phí trả tiền điện. Nhưng mà xa hơn là những người phát điện, nước nôi nhất đều từ cái sự mang ơn mà ra hết. Người khác không có cái lòng đó không làm được. Hôm nay cũng còn trong cái không khí của ngày lễ tạ ơn, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng chúng ta tạ ơn như thế nào. Không phải chỉ nói lời cảm ơn là đủ, mà chúng ta phải chứng minh cụ thể cái sự biết ơn của mình qua bốn cách. Bốn cách đó bằng cách nào? Như nãy giờ đã nói vậy đó, phải không? Phải có lòng từ bi, phải nhẫn nhục cứu độ, phải giáo hóa hữu tình, phải thường hành bố thí. Đây là bốn điều Phật dạy trong Kinh Đại Bảo Tích. Thì thời gian gần đây có cơ hội đọc Kinh Bảo Tích, thì Pháp Hòa thấy có điểm nào hay thì hay ghi lại để chia sẻ với tất cả quý vị. Xin cảm ơn một lần nữa tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị đã hết lòng đóng góp công sức cũng như là thời giờ của mình cho cái cộng đồng Phật tử Việt Nam tại cái thành phố Kelowna này nói riêng, và những Phật tử vùng phụ cận. Tội nghiệp tháng nào quý vị cũng lái xe về đây, có những vị ở 4-5 tiếng, 2-3 tiếng, 1 tiếng, gần nhất cũng 45 phút. Còn địa phương đây thì mình không nói rồi, những vị đi 45 phút về đây để sinh hoạt với chúng ta. Đó là một cái niềm khích lệ rất lớn cho tất cả quý Phật tử ở đây trong cái sứ mạng Hoằng Dương Đạo Pháp ở tại xứ người. Thì mong rằng tất cả chúng ta, mỗi người nỗ lực thêm một chút để chúng ta có thể bằng một hình thức nào đó tiếp tục
duy trì được cái ngôi nhà tâm linh này cho thế hệ này cũng như cho những thế hệ sau. Chúc đại chúng có một cuối tuần an vui và cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Nam mô A Di Đà Phật.